Đấy, bạn chờ chị Nga. Rồi chờ chị Nga đi. Đi ngon lên đó. Hoàng hôn ở La Ngâu, Rock Steam. Đây là lối đi vào La Ngâu Rock Steam, đi thẳng là đi xuống suối, bãi kem và nơi ở. Còn đây là bãi đậu xe và đi vào reception. Đây. Quay một vòng cho các bạn xem nha. Bên đây là vườn điều. Lối đi xuống suối nha. Đường vào, ô tô chạy thoải mái, xe tải chạy vào được đúng không? À, xe tải này vào tới nơi luôn nè. Xe tải quá trời, giờ mình đi vô quay về xếp xanh nha. Xe nhiều lắm các bạn. Cuối tuần nên ở đây đông lắm, để phục vụ cũng tương đối tốt nha. Đây là phục vụ ăn uống. Đây nhà ăn. Bún bò, bún chả cá, bánh bẹp là có 3 món. Mấy phần? 2 phần bánh bẹp 3. 2 phần bánh bẹp 3 là chín rồi. Bún bò. 2 bánh ốp la. 2 bánh ốp la. Tổng cộng là 3, kêu cho Nguyên. Anh Nguyên. Ăn đi. À, bún bò. Hai về quay reception. Ngày thứ nhất ở La Ngâu Dốc Chim, chúng tôi xuất phát sau và đến đây lúc 1 giờ trưa và đến trễ hơn các bạn trong đoàn 2 giờ. Thời tiết lúc này là nắng nóng và nhiệt độ khoảng 35 độ C. Tuy nhiên không khí rất dễ chịu. Đoàn chúng tôi đặt 4 căn bungalow ngay cạnh con suối và mỗi căn đều có nhà vệ sinh riêng. Tuy nhiên phòng ở đây không có máy lạnh, chỉ có quạt máy, nhưng thời tiết vào ban đêm khá mát và về khuya trời sẽ lạnh hơn. Yeah.
snow beach nha mấy bồ. Đoàn chúng tôi đang chuẩn bị dụng cụ và đồ nghề để pha cà phê. Chúng tôi thưởng thức cà phê theo phương pháp thủ công là pour over. Lâu rồi. Kéo hay. Đây, bộ này snow beach. Cứ có surprise là sẽ có đồ chơi mới xuất hiện cho các bạn đó, bộ liên snow beach. Má vẫn có để mặc tem tinh sai hay bán. Bán. Hôm nay ai mua là bán. Hôm nay tôi tụi mình căng hạnh được mời anh Tùng Leo tham dự. Tùng Leo tham dự. Có ăn gì không? Vậy gì? Vậy cà. Có. Không, Tùng Leo lớn hơn Cường tuổi á, anh á. Chắc cùng trai các bạn. Qua mà anh mấy cái. Mình đều uống cà là cà nhập thôi, cà A thôi, Arabica thôi. Lớn ta lớn như đòi ngầm chung gì. Bình nước qua 5 lít rồi đâu. Tao trên xe tao có một cái. Mày có một cái để dùng cười không? Tao có mang theo không? Có nè. Quay YouTuber mà. Trên xe tao là bình 5 lít chứ mà không phải nước suối. Tao có, tao mang cái bình 5 lít. Lấy đại. Muốn múc nước đúng không? Muốn rồi. Muốn tìm một bình trước nha. Bình mấy bạn. Cái vỏ không phải miền Tây bình nhưng mà Colombia Catura nè. Lười vô. Này bong bong nè, còn cái này vỏ thôi, cái này Gesa Peru. Đây bình bình. Tim bình. Cái này vỏ cho thôi. Cả thơm quá. Hơn một nữa. Nữa rồi. Ủa, xuống chân ghê không? À, lên đó, lên chân ngược, lắm. Chạy ngược lên đây này không? Tóc ngược lên này. Cái này trong vòng nước hồ nước đầy nha. Ừ, công nhận. Nhanh ghê chứ không? Xuống khoảng tầm 4 giờ xuống chụp hình nữa. Mát mát rồi cho nó hết nắng xuống là đẹp. Bò trên nước đi bộ. Ô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây đồ hàng cao cấp. Đây kiên gia pha cà của team mình nha các bạn. A ca tèo. Mình mướn đây như để pha cà cho team mình uống thôi. Sang lắm. Bình thường là ngày tôi bán được 10 triệu với số dạo. Mấy bồ rủ tôi đi. Ngày có pha này chả có được có 300 ngàn à. Nhưng mà ham vui cũng đi. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Lái thực cảm thôi. Quá thơm. Đồ, thơm đích nào. Mình Tony Lê đây. Rồi đó, thấy lên rồi đó. Rồi, ca với ba Việt nha. Ca ơi, ca. Ca ơi, chú Cường ơi. Chú A cá tèo ơi. Đây thế này con. Đây. Đây, bắt qua đây. Đây, qua đây nào, qua đây nào, qua đây. À. Mình muốn qua đây này à. Đang nói đẹp không được phao người ta đưa đỡ thứ không nít phao dưới chân nhà phao nguyên
Hello baby. Hello, kìa kìa, đang đằng sau ai đang tiến tới kìa. Ai đang tiến tới kìa. Ai đang tiến tới kìa. Mẹ ơi, lên nhà phụ không? Nhà phụ. Tưởng nó tốt nó đón mẹ nó làm gì? Ai ngờ lộn xộn. Mẹ ơi, bỏ dép, bỏ điện thoại lên đi. Phượng cầm điện thoại chị đi Phượng. Rồi. Đúng rồi mà. Đó, đúng không? Con kẹo bên phải là nó quay qua bên trái đó, thấy không? Ừ, quay đây, hai người té. À. Kẹo con muốn quay lại chú Thần á là xem té xe nó chạy vô đây luôn, chạy lội suối bằng suối quá. Ồ, má ơi, nước kìa, bốn chỗ còn vô được. Đây có thằng tắm kìa, nhé. Trời. Ôi trời, nước chảy xíu xíu xuống trời. Là nước má ập rồi. Má ơi, nước đã rồi. Mắt lạnh luôn trời. Ôi khác liền. Ôi. Nước quá mạnh. Nó đi luôn nè. Ôi muốn hết pin. Đây ngồi thiền quay phim nè.
thấy gì hả? Tại không có bật màn hình ở trước, phải bật màn hình ở trước là thấy à. Để tiết kiệm pin nữa. Tư giãn. Có cái gió gì mà nên lên coi là mất dép. Ờ luôn. Dễ mất dép. Có gì mất dép. Buổi chiều có rất nhiều bạn trẻ ra đây để chơi đùa. Đây ngồi đó, mày chụp hình ra đây, ngồi đó. Ngồi đó, ngồi vô chỗ đó đi. Con chạy lắm xong à. Đây. Đây có một cánh đồng hoa. À, xe ATV. Phóng phóng. Xe kìa, tao lái kìa, thẳng thôi. À, có xe ATV luôn. Cánh đồng hoa. Thôi cắt tiếng sao rồi. Thì phải đi lấy cái gì cho em rồi. Đi lấy chìa khóa cho em. Đi. Đi ơi. Đi đi, đi về. Về con ơi. Mấy giờ khoảng 5 giờ chưa? Trời ơi, trời ơi. Quay được không? Được. Leo lên chứ, xuống đây. Leo bên suối. Kiếm ơi, kiếm đá hamburger con ơi. À, bữa chiều các bạn trẻ ra đây chơi nè. À. Đây, khu liền nhà mình. Hoàng hôn ở La Ngâu Rocks Team. Thank you.
Tại vì này nó là trồng thứ mà con sâu quá, nó đâu đã đi chạy đi. Công tác chuẩn bị của đoàn mình tiệc tối BBQ. Đây là anh nuôi của đoàn mình. Biết nhìn biết trời, cái dây sạc ở đâu cũng biết anh trời. Dặn với giò. Người mấy ruồi cá cũng thôi em đi. Bị bò đâu rồi, đây đây. Cái mũ này nha lên. Qua đây phụ bắt ruồi nè. Ừ, đúng rồi, để quay, đúng rồi, quay cái này coi. lúc này là đồ ăn đang đầy đủ nè. Để chia bốn bàn đi. Bảo chắc heo chắc nhờ người ta chặt quá. Đây là salad do bạn mình phụ trách nha. AK Tèo. Đây con gái mình Duyên nha. Không biết. Đây hai em bé nhỏ tiếp theo của nhóm nha. AK Tèo này còn độc thân nha các bạn. Xíu bên bàn mình sẽ ngồi phía này đi để cho mấy em ngồi nó nướng ở bên đây ha. Đây. Bốn bàn rồi mà. Đây tiệc BBQ của đoàn mình nha. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, con đi rượu luôn. Nó chết rồi. À, mọi người kiểm soát Hương nha. Kiểm soát nha, Hương nó làm lãng phí lắm. Hương ơi, đường Hương. Hương, rất im lặng thôi. Đó, trừ phần số khẩu quá ngàn bây giờ. Đúng rồi, trừ lại. Rất cùng mẹ luôn. Giống như miếng tiền cười, để cho anh Long quá. Má rốt cuộc cho hàng chỗ. Có lẽ là phải làm cái lưới, có cái lưới mỏng để này nữa. Đúng rồi, thêm cái có ai có lưới không, có cái lưới để lên nữa. Có cái lưới như cái bôn cường thôi ta, đúng không? Có. Anh có cái lưới có. Không anh? Lưới nhỏ không? Không, rất lên được mà. Không, chồng lên. Cái này để chéo lại, để chéo lại. Để chéo lại, để chéo lại cho không đó. Để dọc đi, để dọc á. Để dọc nè. Chéo qua bên đi, qua bên đi. Tao đứng từ đây. Hấu bồng. Bơi tại chạy. Chạy. Hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Hết rồi. Khó dữ vậy rồi. Ủa, cái chai anh để trong phòng anh Cường luôn hả? À, thò. Đâu? Thò, đưa cho thò. Đưa thò, ok. Để thò, đưa thò nhà đó.
Buổi sáng cũng là ngày thứ hai ở đây, bình minh ở đây rất đẹp, không khí trong lành và mát mẻ. Không gian yên tĩnh, nghe cả tiếng chim kêu vượn hú và cả tiếng suối chảy róc rách, đi dạo vào buổi sáng ở đây vô cùng tuyệt vời và rất thư giãn. Tới bắn pháo hoa. Sáng sớm có sương mù, nhưng mà mặt trời thì chưa lên.
suối nước. Ở đây chảy rất là xiết. Các bạn trẻ ra chụp hình vào sáng sớm nè, cách xa trong vắt. Ừ. Sáng nay chúng tôi mang bàn ghế ra cạnh con suối lớn để pha trà và thưởng thức cà phê trước khi trở về lại thành phố để kết thúc cuộc hành trình 2 ngày mùng 1 đêm tại làng Ngầu Dốc Chim. Đông ơi, chụp giùm được. Đông ơi.
ơi, con ơi. Quá mẹ nói cho con nhập nước này. Đúng người chứ, đúng chưa? Con nè con. Thấy. Được, đây nè. Được, đúng không? Lấy cái suối. Mình sống là nói vậy gia đình Thuận ngồi cho le đi chứ ngồi. Quá là không thấy nha. Gia đình anh Thuận là chỉ cần một cái màu đó thôi là biết rồi. Đi qua đây. Cao, quay qua giống chú Đông cho chú Thuận nha. Đi qua đây. Được không? Con bé kia bị mít rồi. Cho qua kế giữa luôn nè. Ba ngoài. Ba vô giữa luôn đi con. Không ba ngồi đỡ ra rồi chút đi chụp hình thôi à. Ngồi ghế như vậy đó. Xích qua. Bé hai chân ngày xích qua rồi cho con bé xích qua thấy mặt. Bỏ con xích qua chút con đó, đi vô. Đó em gái Messi đó. Em gái Messi hả? Học đi vô đây. Không lấy ghế qua ngồi giữa em chụp luôn thôi. Mày có cái nhỏ ai cũng coi con ngồi luôn. Đúng rồi. Bé cuối cùng qua đây luôn. Đi qua đây con. Tên ngay ngay cái lỗ này tên. Đẹp á. Con chị bắt cái bạn không? Anh ngã sau tí rồi thấy chị nhà. Alo. Alo. Chắc anh bấm nhầm á, chắc bị cấu má. Đây có đi câu cá có loại gì không? Câu đâu? Câu đi Duyên Hải hả? Này pha cà gì đó bạn? Pha đầu tiên pha ghi xa luôn mọi người. Anh đang ở trên rừng tắt lưng cho nó clean đi sang voi. Sáng sau khi buổi sáng. Con voi nào hết trơn á. Dạ, đi chơi đi anh. Đây bốn loại cà. Pha Long Tỉnh. Giòn cường mạnh đó. Có bình thường trà đá ơi kìa, uống cái ly này thấy nhóc uống không? Cái nhấp. Bây giờ tao cũng quen rồi, nói mấy lần trước hồi trước cách đây 5-2 năm vậy nó đem cái cà uống nó trà Long Tỉnh nó xong rồi giống lắm em tại